Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@setv574.com để biết thêm chi tiết. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888-688-2999. 1888-688-2999. Nissan Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lý Sơn có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch, v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ, kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lý Sơn. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888-688-2999. 1888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân hôm xuất bên cho làn sóng 57.4 cũng như là Galaxy 19 50 tiểu bang. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều quà tặng, thật là nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thanh Thúy và xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Tìm lại Tuổi Xuân.
thì làn sóng 57.4 Đài FPT. Ngày hôm nay quý vị cũng biết rằng là ở Nam Cali của chúng ta thì nóng vô cùng. Đúng rồi. Nóng mà gió, gió Santa Ana nữa, cho nên quý vị ra ngoài đường, quý vị nói chung là đường ra mà có lúc trời nắng thì chúng ta dễ bị cảm, hoặc là chúng ta bị trúng nắng thì rất là cơ thể của chúng ta đang rất là khổ. Cho nên quý vị hãy lúc nào cũng phải giữ cơ thể của mình lúc nào cũng phải mát nha. Và trời nóng như vậy mà hay bị say nắng nào quý vị, khi bị say nắng thì phải làm gì? Say nắng thì sức dầu. Dầu gì? Thì dầu con tê giác. Đúng rồi quý vị, tê đâu thì giác đó đó quý vị. Khi mà quý vị mà bị say nắng hay là nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt thì đừng có lo, chỉ cần 5 phút thôi là một giọt dầu 5 phút thôi là quý vị sẽ thấy là mình sẽ thư giãn trở lại, khỏe trở lại, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt sẽ qua đi rất là nhanh và chúng ta lại có một cái sức khỏe tốt hơn. Và đầu tiên khi mà chuẩn bị thay đổi mùa, thay đổi thời tiết thì thường hay bị bệnh, hay bị cảm cúm, hay bị ho, hay bị gọi là bị khàn tiếng nè, đủ thứ loại mà bệnh mà xảy ra, sắp xảy ra khi mà chuyển mùa, nhất là mùa lạnh sắp tới. Thì quý vị chỉ cần làm sao, chỉ cần giúp cho cái hệ miễn dịch, sức đề kháng của mình thật là tốt, giúp cho sức khỏe của mình tốt thì mình sẽ giữ được cái sức khỏe tốt cũng như là sức đề kháng, mình tật của mình sẽ không có bị nhiễm nhiều và do sự lây lan rất là nhiều bắt tay hay là tiếp xúc mỗi ngày. Thì hôm nay Thanh Thúy xin giới thiệu về những cái sản phẩm mà bữa giờ công ty của chúng tôi thường giới thiệu, thường nói nhiều, giới thiệu về vài sản phẩm đó. Đầu tiên đó là đông trùng hạ thảo Beso. Đông trùng hạ thảo Beso của công ty US Nutrilab, chúng có một chai như vậy, một chai lớn như vậy là full size 90 viên. Và mỗi cái viên đó có để chữ là Cordyceps. Và tại sao quý vị chọn công ty US Nutrilab? Đó là một trong những cái công ty mà đầu tiên đem đông trùng hạ thảo đến cộng đồng của người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Công ty đầu tiên nhớ quý vị nha. Và tại sao quý vị chọn? Từ nghiệp 3 năm về chất lượng của nó được được coi như là được đánh giá, được tín nhiệm, được cộng đồng của mình rất là yêu thích và đã chia sẻ rất là nhiều về đông trùng hạ thảo Beso của công ty US Nutrilab. Và chúng tôi có một cái sản phẩm cũng là đông trùng hạ thảo mà quý vị rất là yêu thích, mà do chú nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn làm đại diện, đó là đông trùng hạ thảo 950 cũng như là đông trùng hạ thảo Beso. Đi theo đó thì đông trùng hạ thảo Beso là lựa những cái con đông trùng hạ thảo lớn nhất trong cái form đó, cho nên với lại công nghệ nano thì có kết quả nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị muốn có kết quả nhanh, muốn có liều lượng tốt hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, quý vị có thể sử dụng đông trùng hạ thảo Beso. Và thứ hai, tại sao quý vị chọn đông trùng hạ thảo Beso của công ty US Nutrilab? Tại vì chúng tôi có license, có certificate. Quý vị thấy là đầu chai đó ghi là USDA Organic, là 100% đông trùng hạ thảo, chứ không bỏ tạp chất gì trong đây hết. Mà không phải để cái chai cái ghi chữ như vậy thôi, chúng tôi đều có license, có certificate, có số chứng nhận, có FDA của State of California. Cho nên quý vị không cần phải lo làm chúng tôi chỉ nói bằng miệng hay là chỉ để cái hình mà không có cái chứng nhận chúng tôi công khai trên mạng. Quý vị có thể nghiên cứu và hoặc là quý vị có thể tên đài, quý vị chụp hình copy lại cái license của chúng tôi và quý vị nghiên cứu trên mạng Google. Và thứ ba, tại sao quý vị chọn của công ty US Nutrilab? Tại vì chúng tôi có nhà máy, có xưởng sản xuất, cho nên không đi trung gian ở đâu hết. Quý vị mua trực tiếp tại hãng xưởng, cho nên giá cả hợp lý và có quà tặng nhiều cho quý vị nữa. Một chai như vậy là 200 đồng. 200 đồng 90 viên mà quý vị được tặng ngay một nửa ký tỏi. Nửa ký tỏi trong ngày hôm nay. Và chưa hết đâu, quý vị còn được tặng thêm 12 gói thuốc bổ nho, là một cái hộp của Dr. T mà quý vị cũng đã yêu thích trong những tháng ngày qua. Đó là hai phần quà rất đặc biệt trong ngày hôm nay, nửa ký tỏi đen và cũng như là 12 gói thuốc bổ nho tặng cho quý vị nếu quý vị mua đông trùng hạ thảo Special trong ngày. Đối về công dụng của đông trùng hạ thảo thì chắc quý vị cũng biết, thì giúp cho chúng ta rất nhiều, hầu như là tuổi nào chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo cũng tốt hết. Hai nam nữ thì chúng ta đều sử dụng đều rất là tốt, đặc biệt là đối với các bác lớn tuổi mà có cái nguy cơ mà thường hay phải đi tiểu đêm nè, rồi thận yếu nè, thì quý vị các bác lớn tuổi nên sử dụng cái đông trùng hạ thảo Special thì giúp các bác hạn chế cái việc đi tiểu đêm rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì đối với cái vấn đề mà hạnh phúc của vợ chồng thì cái đông trùng hạ thảo cũng giúp cho cái tình yêu thăng hoa, bởi vì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này nó giúp cho cái vấn đề mà lá thận của chúng ta, cái quả thận của chúng ta, thì cho nên quý vị nào muốn có cái sức khỏe tốt, có cái sức đề kháng tốt thì quý vị hãy nghĩ tới đông trùng hạ thảo Special. Đúng rồi quý vị, tại vì đông trùng hạ thảo Special về hệ miễn dịch, sức đề kháng, bổ cho phổi, thận, gan, cũng như là về phụ nữ thì chúng ta sẽ có một cái làn da đẹp nè, kinh nguyệt thì đều đặn hơn. Còn các cô chú lớn tuổi, các cô lớn tuổi thì
là chậm cái thời kỳ mãn kinh. Nếu các cô các bác nào mà hay bị nhức mình, nhức vai, nhức mỏi, nhức đầu gối và thấy mệt mỏi hay không có làm việc, có nhiều năng lực để làm việc, các bác chỉ cần sử dụng một viên đông trùng hạ thảo Beso, hoặc là chị em cho chúng ta hay anh chị, nhất là các bạn trẻ mà đi làm với cái môi trường bị stress nhiều quá thì có thể là sử dụng đông trùng hạ thảo Beso mỗi ngày một viên thì sẽ có năng lượng cả ngày để làm việc không bị stress. Và chúng tôi tặng cho quý vị nửa ký tỏi. Tại sao quý vị cần nửa ký từng tỏi này? Đó là tỏi công nghệ của Nhật Bản nha vị, tỏi cô đơn, tỏi Lý Sơn, tỏi cô đơn, từ gì đó có một bọc ra thì có một cái tỏi này thôi, rất là đắt tiền ở Việt Nam mà duy nhất ở Lý Sơn Quảng Ngãi mới có, là giữa người ta trộn giữa lòng đất của núi lửa và lớp cát, bao nhiêu phần cát và bao nhiêu lòng phần đất của núi lửa, thì cái đó là bí quyết của người nông dân Lý Sơn Quảng Ngãi. Cho nên một viên, một cái tép này thôi nó đã đầy đủ, tại vì thay vì mà nhiều tép thì nó bị là nó chỉ dồn lại có một cái tép này thôi, một cái củ này thôi, cho nên bao nhiêu tinh chất nên đều trong đây cả, không bị hôi miệng và giảm cholesterol cực kỳ tốt nha quý vị nha. Và đồng thời còn giúp cho quý vị về tim mạch nè, về tuổi, về cái antioxidant là chống lão hóa, và còn về trí nhớ, trí não nữa. Cho nên là làm cho người sinh khí, làm tạo nhiệt trong cơ thể quý vị. Các cô chú mà bị hay bị lạnh tay lạnh chân, lạnh tay lạnh chân nó cũng giúp, nó cũng gây ra nhiều căn bệnh, và đồng thời nó còn làm cho mình bị mất ngủ nữa, mà đồng thời ăn rất là ngon. Mời em. Dạ, cảm ơn chị Thúy. Dạ. Kính thưa quý vị, và những xin bổ sung thêm là trong cái tỏi đen này có cái chất lên men giúp cho quý vị cũng tiêu phòng quá. Chống cùng cái vấn đề mà chống ung thư rất là tốt. Để đi ăn thử một Rất là ngon quý vị ơi, ăn thì ghiền đó chị Ngọc có, và hay gọi danh đài của mình, chị ăn gần nửa cái hũ luôn. Wow. Nhưng mà ăn bốn củ mỗi ngày thôi, để cho quý vị có miễn dịch, có sức đề kháng về tim mạch, tiêu hóa, cũng như là ngăn ngừa căn bệnh ung thư. Mình được tặng nửa ký tỏi ngày hôm nay, nửa ký tỏi này mà mẫu mã rất là đẹp, để quý vị có thể là tặng cho bà con cô chú và hoặc là người nhà mình cũng được. Rất là ngon, được nửa ký và được thêm thuốc bổ nho. Và đặc biệt là Thanh Thúy có nhận được tin nhắn của người nhà sản xuất nói là nếu mà ngày hôm nay quý vị mua đông trùng hạ thảo Beso đỏ của công ty US Nutrilab, chia sẻ cho chúng tôi về công dụng của đông trùng hạ thảo Beso đã giúp cho quý vị và cơ thể quý vị tốt như thế nào, quý vị được tặng ngay một cái hộp mặt nạ 5 miếng mà mình về collagen đó em. Oh, wow. Collagen của loại con ngựa đó. Mà bữa giờ quý vị đã sử dụng mặt nạ của hiệu con ngựa màu đầu đỏ, quý vị đã thích như thế nào đúng không ạ? Thì hôm nay nếu quý vị chia sẻ tặng cho quý vị một hộp mặt nạ đó kèm với 10 viên đông trùng hạ thảo Beso trị giá là 25 đồng nha quý vị nha. Nếu quý vị vừa order mà vừa gọi cho mình hôm nay chia sẻ về công dụng tuyệt vời của quý vị về sản phẩm này thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một hộp mặt nạ luôn, và cũng thế kèm với 10 viên đông trùng hạ thảo Beso. Còn kế tiếp là sản phẩm về xâm viên, xâm nước cao cốt xâm 260 đồng, về cái cao cốt xâm cũng như xâm viên nhân xâm của công ty Gum Xâm Premium, kết quả công dụng như thế nào thì để Thái Nhật có thể chia sẻ cho quý vị. Kính thưa quý vị, đối với xâm Gum Xâm thì sau lưng của Thái Nhật và Thanh Thúy đây là cả một cái rừng xâm đến từ công ty Gum Xâm từ Đại Hàn. Thì chắc quý vị cũng biết là xâm thì chúng ta chế biến rất nhiều những cái thực phẩm hoặc là những cái vấn đề về thuốc, chúng ta sử dụng dược thảo về xâm rất là tốt. Cái thứ nhất là cho da của chúng ta nè, bởi vì trong cái xâm nó có cái chất mà antioxidant là giúp cho chống lão hóa, giúp da của quý vị lúc nào cũng thật là đẹp và thật là sáng và trắng, không bị tì vết. Và cái thứ hai nữa là giúp cho cái vấn đề về cái sức đề kháng rất là tốt. Và cái thứ ba nữa là cũng cái vấn đề mà xâm đó chúng ta sử dụng thì cũng giúp cho cái sinh lý của các ông cũng rất là được lên cao và hạnh phúc gia đình. Và vì vậy quý vị cũng biết rằng là xâm được các tài tử Hàn Quốc sử dụng, đây là một trong những cái sản phẩm mà họ hầu như trong cái bữa ăn nào người ta bên cạnh ăn kim chi thì người ta cũng phải có thêm một xâm, có khi là củ xâm, có khi là ta nấu canh hoặc nấu cháo để người ta ăn vào thì rất là tốt. Thì với ngày hôm nay quý vị mua xâm viên nè, xâm nước, cao cốt xâm thì quý vị sẽ được tặng ngay nửa ký tỏi cho quý vị, và cũng như là một cái hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói. Dạ thưa quý vị, và nếu cái xâm viên này, nếu quý vị nào mà gia đình vợ chồng nào mà bị hiếm muộn con thì khó mà sanh con, thì không có gọi là thụ thai, đậu thai được, thì quý vị có thể là uống xâm. Tại vì xâm xưa giờ ngàn năm vừa qua là những nữ gọi là hoàng hậu công chúa giữa cung đình đó em, cũng như là những cái nhà quý tộc, những cái nhà giàu người ta cũng đã sử dụng xâm để mà người ta thụ thai, để mà muốn có con. Cho nên như ngày xưa thì xâm quá đắt tiền cho nên là không có áp dụng tới
những người giờ dân bình thường thì thường áp dụng nhập ý tập những cái cung đình. Rồi cho nên là nếu quý vị nào mà thấy là vợ cặp vợ chồng nào mà khó sanh con, quý vị có thể là tẩm bổ bằng sâm, nấu cháo bằng sâm, nấu nước bằng sâm, uống nước bằng sâm, ăn sâm, sâm lát, sâm viên, nước cao cốt sâm. Mỗi ngày uống sâm thì Thanh Thúy nghĩ là mình có cơ hội, các chị phụ nữ có cơ hội thụ thai nhiều hơn. Không phải các chị phụ nữ nữa mà các anh nữa thì nó làm cho cái tinh trùng mạnh hơn khi mà để cho thụ thai. Và cho nên là nếu quý vị nào mà thấy là hai vợ chồng, cặp vợ chồng nào mà khó sanh con thì có thể là tẩm bổ cho hai vợ chồng bằng những cái sâm viên, cao cốt sâm hoặc là nhân sâm. Và kế tiếp đó là một bộ dược thảo. Và để Thanh Thúy sẽ bắt mở đường dây điện thoại. Mở đường dây điện thoại lên để quý vị gọi vào từ đây cho rút và Thanh Thúy nói cho đến cuối chương trình. Nếu quý vị order qua số điện thoại 1888-680-6689, 1888-680-6689. Và kế tiếp là một bộ dược thảo của Dr. J quý vị nha. Một bộ dược thảo của Dr. J, trong đó gồm có gan nè, gồm có khớp nè, và gồm có về đây rất chi là về hệ tiêu hóa, về tóc và nail, cũng như là về probiotic là cái hệ miễn nhiễm. Hệ miễn nhiễm cho quý vị một bộ như vậy luôn là 265 đồng. Quý vị được tặng ngay cái máy facial treatment, chỉ lấy là 199 đồng. Và bữa giờ bà con đã yêu mến cái máy facial treatment này như thế nào rồi thì quý vị cũng có thể gọi chia sẻ. Hầu như mỗi ngày chúng ta cũng đang cường sử dụng cái này để tẩy cái tế bào chết, cũng như làm điều hòa cái mạch máu trên cái da mặt của mình để cho chống chảy xệ và nâng cơ mặt. Và kế tiếp là tặng một cái Simple Detox, Simple Detox 7 viên của dược sĩ Thu Thảo và một cái 7 viên của Energy của dược sĩ Thu Thảo. Và kế tiếp là tặng một cái hộp thuốc bổ nho 12 gói cho quý vị. Nếu quý vị mua tổng cộng là 265 đồng. Còn nếu không, quý vị có thể tách ra, quý vị mua bất cứ cái hộp nào trong đây kèm thêm hai cái bịch rau củ quả của dược sĩ Thu Thảo. Hai cái bịch rau củ quả kèm với hai chai trong cái bộ bổ của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ tặng cho quý vị một cái máy facial treatment cũng như là Simple Detox 7 viên Simmer Energy cũng như là thuốc bổ nho cho quý vị nha. Và đây bây giờ xin mời quý vị cùng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 1888-680-6689. Ngay hôm nay nếu mà trả tiền ngày hôm nay thì được tặng ngay viên một cái hộp đông trùng hạ thảo nước nữa. Nãy giờ tất cả các phần quà mà Thanh Thúy nói về, nếu quý vị trả tiền trong ngày hôm nay thì được tặng ngay cái hộp đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng gồm có 10 chai trong đây nhớ quý vị nhé. 10 chai đông trùng hạ thảo nước. Đông trùng hạ thảo nước mà mỗi chai tới 100ml lận, rất là đặc biệt cái sản phẩm này. Cho nên quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy và Phát Nhật ở số phone là 1888-680-6689. 1888-680-6689. Và Thanh Thúy cũng mong rằng các cô chú có nhiều sức khỏe. Các cô chú nào đã sử dụng đông trùng hạ thảo rồi nè, đã sử dụng sâm viên, sâm nước, cao cốt sâm rồi, cũng như là bột và bộ dược thảo của Dr. J thì cũng có thể là gọi điện thoại để chia sẻ cho chúng tôi về sản phẩm này. Thú vị, ví dụ như là các cô chú con biết là vào mùa đông thì lạnh dễ bị nhức hai tay, hai cái vai hay bị nhức nè, đầu gối hay bị nhức nè, hay bị khớp cũng bị đau nhiều. Và nhất là nếu vị nào thấy ba mẹ của mình hay là bị hay mệt mỏi, không có nhiều năng lượng để làm việc thì có thể là giúp cho các mua một cái viên đông trùng hạ thảo Bestle mỗi ngày. Một viên đông trùng hạ thảo Bestle mỗi ngày thôi là mình sẽ có năng lượng cả ngày luôn các cô chú ơi. Quý vị ơi, từ gì nếu mà các anh chị mà làm việc trong một cái môi trường rất là bị stress nhiều, mệt mỏi nhiều, làm nhiều tiếng thì một viên đông trùng hạ thảo chỉ vào sáng sớm trước khi ăn sáng là cả ngày mình sẽ cảm thấy là năng lượng dồi dào. Em đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bestle rồi, em có thể chia sẻ khán giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, làm chương trình này thì cho nên cũng phải sử dụng những cái sản phẩm của chương trình để biết thêm về cái công dụng của nó. Riêng cái đông trùng hạ thảo này thì Thái Nhật đã sử dụng ngay từ những ngày đầu, cho nên Thái Nhật cảm thấy rất là tốt. Bởi vì thường hay đi tập thể dục sau khi làm show thì cảm thấy khi mà tập thì mình có cái sức đề kháng và mình tập mạnh hơn và nhiều hơn. Ngày xưa chỉ tập 2-3 môn của trong tập tạ đó thì bắt đầu là thấy mệt rồi, nhưng mà từ khi sử dụng đông trùng hạ thảo này thì sử dụng vào thì thấy có mình có cái energy rất là tốt. Và cái điều mà đặc biệt hơn nữa là Nhật mới bắt đầu khám phá ra là trong cái đông trùng hạ thảo này mình uống vào nó làm cho tinh thần của mình lúc nào cũng minh mẫn, cũng vui, và đặc biệt là lúc nào cũng cảm thấy thoải mái chứ không đúng có bị stress nhiều. Thì đó là một trong những cái điều mà Nhật cảm thấy được từ cái đông trùng hạ thảo này. Và được biết là Thúy cũng đã sử dụng đông trùng hạ thảo nữa phải đúng không? Đúng rồi, Thanh Thúy sẽ sử dụng đông trùng hạ thảo lâu rồi, mà mỗi ngày buổi sáng là Thanh Thúy sử dụng một viên đông trùng hạ thảo Bestle để làm cho năng lượng của mình nhiều dồi dào năng lượng và mình nói được nhiều hơn. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị mà hay bị mất ngủ nè,
hay bị tiểu đêm thì quý vị cũng có thể là uống đông trùng hạ thảo Vesol một ý ngày một viên, thì thử coi 5 ngày, 10 ngày sau nó có kết quả tốt hơn hay không. Nếu không có kết quả tốt hơn, quý vị được trả lại refund lại 100% nha. Và hôm nay Thanh Thúy xin nhắc lại, đông trùng hạ thảo Vesol ngày hôm nay của công ty US Nutrilab là công ty đầu tiên mà sản xuất và mang cái đông trùng hạ thảo đến cho cộng đồng của Việt Nam của mình ở Hoa Kỳ. Và hôm nay quý vị được tặng sản phẩm gì, được tặng quà gì hôm nay rất là đặc biệt cho quý vị, nói rất là nhiều quà ngày hôm nay. Đầu tiên là quý vị được tặng nửa ký tỏi trị giá là 130 đồng. Các cô chú nào mà bị lạnh tay, lạnh chân, không có nhiều sinh lực, còn nhiều năng lượng để làm việc, từ vì khi mà các cô chú bị lạnh tay lạnh chân làm cho người của mình yếu lắm, người của mình lúc nào cũng phải ấm, từ vì cái cơ thể của mình lúc nào cũng tỏa nhiệt để đối phó với môi trường hiện tại. Cho nên nếu mình lúc nào cũng phải giữ ấm cho người mình bằng cách là tạo cân bằng cái nhiệt sinh khí trong cơ thể, là quý vị mỗi ngày ăn 4 cái tép tỏi nha, ăn ngon lắm các cô chú. Ăn 4 tép tỏi mỗi ngày là mình sẽ có giảm cholesterol nè, rồi về tim mạch tốt nè, về trí não nè, về hệ miễn dịch tốt nè, về nói chung là về hệ tiêu hóa tốt nữa. Mình được tặng nửa ký trị giá là 130 đồng. Và ngoài ra còn được tặng một cái hộp thuốc bổ nho. Một hộp thuốc bổ nho này rất là tốt, nó có chức là antioxidant, là chống lão hóa rất là tốt, làm cho những cái cơ quan trong cơ thể của mình phục hồi lại chức năng. Những cái cơ quan trong cơ thể của mình bị lão hóa đi thì nó trở lại, nó phục hồi lại làm việc tốt hơn nhiều, và đặc biệt là giúp cho trí não, trí nhớ cũng như là thị giác. Mình được tặng một hộp như vậy là 12 gói. Và ngoài ra mình nếu mà mình trả tiền ngày hôm nay, mình được tặng ngay với một cái hộp đông trùng hạ thảo nước của Hàn Quốc. Và nếu các cô chú chia sẻ về sử dụng đông trùng hạ thảo Vesol đã tốt như thế nào cho chính bản thân mình, thì còn được tặng thêm một cái 10 viên đông trùng hạ thảo và một hộp cái mặt nạ nữa. Một hộp mặt nạ. Chúng tôi đã hết hàng sản phẩm đó rồi. Thanh Thúy không thể nào mà show ra cho quý vị biết, nhưng mà chúng tôi đang order chỉ ưu tiên cho quý vị nào chia sẻ và order sớm thì quý vị được tặng với một cái hộp mặt nạ. Đúng là như vậy, ngàn lời giới thiệu về sản phẩm không bằng là những người nhân chứng, những khách hàng đã sử dụng về sản phẩm đó, như là đông trùng hạ thảo hay là về sâm. Quý vị nào sử dụng qua sản phẩm đông trùng hạ thảo Special, quý vị cảm thấy giúp ích cho quý vị cải thiện cái đời sống sức khỏe của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi để chia sẻ về những cái sản phẩm đó. Thì ngày hôm nay quý vị nếu mà chia sẻ và mua thì quý vị cũng sẽ được tặng những cái sản phẩm mà như Thanh Thúy và Thái Nhật có chia sẻ với tất cả mọi người, đó là tặng cho quý vị là một hộp mặt nạ và cũng như là 10 viên đông trùng hạ thảo Special. Và quý vị còn nếu mà sâm viên, nếu thì mua sâm viên là 2 set như vậy là 250 đồng, hoặc là sâm nước là 250 đồng, cũng như là cao cốt sâm là 260 đồng. Quý vị được tặng nửa ký tỏi cũng như thuốc bổ nho, và tặng ngày trả ngày hôm nay cũng được tặng một hộp đông trùng hạ thảo Special, đông trùng hạ thảo nước và trị giá là 85 đồng. Xin chào 310. Thanh Thúy xin chào. Dạ. Tôi muốn mua đông trùng hạ thảo Special đó. Dạ, bắt đông trùng hạ thảo Special. Dạ cô ơi. Thì bữa nay tặng được con tặng cho cô nửa ký tỏi nha, với lại là một hộp thuốc bổ nho. Hôm nay mà nếu cô trả tiền, con tặng cho cô nguyên một cái hộp đông trùng hạ thảo nước 10 chai của Hàn Quốc. Và cô chia sẻ cô đã sử dụng đông trùng hạ thảo Special tốt như thế nào. Tôi chia sẻ luôn á là uống đông trùng hạ thảo, uống đông trùng hạ thảo 950 thôi. Nhưng mà nó vẫn là đi ngủ được nè, không có đi tiểu đêm nè, rồi tôi thiểu đó cũng hết luôn đó. Vậy nè hả cô, cô bị xuyển cũng hết, cô không có giảm đi tiểu đêm và cô ngủ cũng ngủ ngon không à? Ngủ ngon, dạ. Ngon luôn. Còn sức khỏe thì rất là tốt phải không cô? Thì sức khỏe tốt cho nên tôi mua đặc trùng hạ thảo Special. Dạ rồi. Nhưng mà sẽ tặng tôi một đông trùng hạ thảo nước hả? Dạ, tặng cho cô, nếu mà cô trả tiền ngày hôm nay, tặng cho cô một hộp đông trùng hạ thảo nước luôn nha. Dạ. Rồi bên con sẽ gọi là cho cô. Với lại là con tặng cho cô 10 viên đông trùng hạ thảo, rồi được tặng thêm một cái hộp mặt nạ luôn nha. 5 miếng trong đó, một hộp nạc mà 5 miếng trong đó. Nếu mà tôi không lấy hộp mặt nạ, tôi lấy
bữa nay có tặng 30 viên đông trùng hạ thảo không? Dạ không ạ. Dạ cái hộp mặt nạ này tụi con là tặng cho, xin tặng riêng cho cô. Cái hộp mặt nạ này gồm có 5 miếng rất là tốt. Nó và có collagen đó cô. Dạ, collagen rất là tốt luôn à. Rồi cho nên là bây giờ tụi con có 5 miếng mà bữa giờ khán giả đã sử dụng. Nhớ đến đầu chương trình mà Thanh Thúy gửi tặng cho Việt một cái hộp mặt nạ mà màu đỏ đó. Thì quý vị đã sử dụng tốt như thế nào, quý vị cũng có thể gọi chia sẻ cho bà con cùng sử dụng nha. Cái hộp mặt nạ này gồm có 5 miếng đó cô à. Con tặng cho cô chỉ giá là đến 30 đồng lần. Dạ. Có tặng hộp thuốc bổ nho nữa phải không? Dạ, một hộp thuốc bổ nho luôn. Tặng cho cô một hộp thuốc bổ nho. Nhưng mà ngày mai lấy nha. Rồi ngày mai cô lấy. Dạ được. Rồi, giờ trả tiền luôn phải không? Dạ. Tặng đông hạ thảo nha. Dạ rồi. Rồi. Rồi con cảm ơn cô. Và mọi chi tiết quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật ở số phone là 1888-680-6689 để chia sẻ và cũng như là chọn những cái sản phẩm mà quý vị yêu thích trong chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. À, và chị Thúy đang mở ra xem cái đông trùng hạ thảo nước đúng không? Dạ. Thì trong em có cái thể nói về đông trùng hạ thảo nước đó. Dạ, đông trùng hạ thảo nước thì quý vị cũng biết là thường thì những cái sản phẩm về nước thì nó thẩm thấu nhanh hơn. Thì đối với cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nước này đó thì một chai thế này như có nói là tới 100ml lận mà quý vị mỗi ngày chúng ta sử dụng uống trước khi đi làm. Chúng ta uống hết một chai cũng được, hoặc là quý vị chia ra hai lần một ngày uống cũng rất là tốt. Quý vị muốn cho nó thơm ngon hơn thì quý vị để trong tủ lạnh. Để tủ lạnh một chút, bởi vì đem ra uống thì sảng khoái nhất là trong cái ngày nóng ngày hôm nay. Quý vị làm theo nhịp thì quý vị sẽ cảm thấy cơ thể mình thoải mái, khỏe hơn, và đặc biệt lọc gan bổ thận rất là tốt. Đối với các anh đàn ông con trai hay hút thuốc đó thì cũng nên uống đông trùng hạ thảo để lọc cái bộ phổi, bởi vì cái phổi là cái nơi mà thường hay mắc phải khi mà chúng ta hút thuốc nhiều. Và bởi vì cái bộ cái mà hộp đông trùng hạ thảo nước này là một trong những sản phẩm bán rất là chạy trong những năm vừa qua luôn, bây giờ này rất là lâu của SCT. Hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho quý vị, nếu mà quý vị trả tiền trong ngày hôm nay và cái một cái hộp đông trùng hạ thảo nước này quý vị có thể mua riêng cũng được. Mua riêng là 85 đồng cho 10 chai cho quý vị nha. Nhưng mà nếu hôm nay quý vị mua đông trùng hạ thảo Besso thì chúng tôi tặng cho quý vị một hộp đông trùng hạ thảo nước này nếu trả tiền ngày hôm nay, kèm theo nhiều phần quà khác nữa là nửa ký tỏi. Ăn rất là lâu, cả 6 tháng đến 1 năm tùy theo quý vị ăn nhiều hay ít. Và cũng như là một hộp thuốc bổ nho 12 gói giúp cho thị giác cũng như là trí não trí nhớ quý vị. Và được thêm tặng thêm cho quý vị là một hộp đông trùng hạ thảo nước nếu quý vị trả tiền ngày hôm nay. Và quý vị chia sẻ cho chúng tôi để mà công ty US Nutrilab biết được những cái kết quả tuyệt vời, quý vị chúng tôi sẽ phát triển hơn, làm tốt hơn về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của chúng tôi nữa. Mà bằng cách là quý vị chia sẻ những cái công dụng quý vị đang có để mà các cô chú khán giả khác người ta cũng có thể là nghe được những lời chia sẻ của quý vị, thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cái hộp mặt nạ 5 miếng của Hàn Quốc mà có collagen, mà có hình của con ngựa đó, vì mà màu đỏ lần trước mà Thanh Thúy hay tặng cho quý vị. Quý vị đã sử dụng thấy tốt như thế nào mà Thanh Thúy thấy là khán giả là chia sẻ là rất là tốt, thì Thanh Thúy tặng cho quý vị một hộp đó trị giá là 30 đồng kèm thêm 10 viên đông trùng hạ thảo Vesso nữa, trị giá đến 30 đồng luôn quý vị ơi. Dạ. Rất là đặc biệt trong ngày hôm nay bởi vì cái sản phẩm mà cái mặt nạ đó chúng ta cũng đã hết hàng từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt tặng cho những khán giả nào mà thương yêu chương trình của mình và gọi vào chia sẻ, thì cái mặt nạ đó thì quý vị cũng biết là giúp cho cái làn da của chúng ta cải thiện và cũng như tẩy đi cái tế bào chết rất là tốt và làm cho có một cái làn da sáng và trắng hơn. Thì mọi chi tiết quý vị có thể gọi vào cho Thái Nhật và Thanh Thúy ở số phone là 1888-680-6689. Và quý vị, cái sản phẩm đó thì chúng tôi đang trên đường deliver cho nên chưa có, cho nên quý vị chờ, nếu mà mua thì chờ cái đó nha. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Dạ. Tôi gọi dạ con nhớ, con qua chú có gọi à, hôm qua chú có gọi mua đông trùng hạ thảo đúng rồi à. Tôi muốn gọi lại hỏi được không? Dạ được, chú gọi hỏi gì à? Dạ bây giờ mua đông trùng hạ thảo cái sổ thì được bao nhiêu viên? Là 90 viên chú à. Ngày hôm qua chú đã lấy chưa, chú đã lấy sản phẩm của tụi con chưa? Chưa. Dạ. Có cái promotion nào mới không? Dạ, tự vì nếu mà chú phải trả cái tiền promotion ngày hôm qua thì chú được mua ngày hôm nay. Hello, chú à. Tìm lại tuổi xuân với Thái Nhật ạ. Dạ. Tôi mua ngày hôm nay. Từ gì mỗi ngày nó khác thì để con nói bên bộ phận shipping nha, bên bộ phận bán hàng thì con chỉ là người host trên TV thôi. Thường là nếu mà chú order ngày hôm qua thì hôm nay chú phải trả, nghĩa là cô phải lấy cái hàng hôm qua chứ không có bỏ được cái hàng hôm qua được à. Hoặc là chú lấy hai cái order luôn đó chú. Để con ghi số điện thoại. Tôi không muốn lấy được không? Rồi, để con ghi số điện thoại của chú, sau lát nữa bên con sẽ gọi lại cho chú nha.
nha chú nha. Dạ rồi. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Mong quý vị giúp Thanh Thúy là mỗi lần quý vị gọi order vào sản phẩm thì sau khi chương trình là nhân viên bán hàng sẽ gọi lại cho quý vị, giúp cho Thanh Thúy là mình hợp tác sao cho nó chặt chẽ và thuận lợi hơn, để mà chúng tôi sẽ đưa nhiều hơn những cái promotion tốt, nhiều quà tốt hơn cho quý vị, bằng cách là quý vị order sản phẩm nào ngày hôm nào, quý vị trả tiền ngày hôm đó và lấy cái ngày hôm đó, để cho thứ nhất là không có làm khó khăn cho tất cả các nhân viên bán hàng, và cũng tiện cho chúng tôi shipping nữa. Và một lần nữa qua số điện thoại là 1888 680 6689, 1888 680 6689. Các cô chú nào mà bị đau nhức nè, bị hai cái đau vai nhiều nè, bị đau lưng nè, đau khớp đứng lên ngồi xuống mà bị đau mệt nhức mình, hoặc là bị mệt mỏi, không có nhiều năng lượng, cũng như là hay chóng mặt đứng lên, bị chóng mặt ù tai, hoặc là tiểu đêm ngủ không được, ăn không ngon, hay bị lo âu, hay là lạnh tay lạnh chân, thì các cô chú có thể đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bexo rồi, hoặc là chưa sử dụng đông trùng hạ thảo Bexo, người mà khách hàng nào, khán giả nào đã sử dụng rồi có thể chia sẻ những cái triệu chứng đó. Khi mà các cô chú uống đông trùng hạ thảo Bexo xong, các cô chú có thấy giảm bớt rất là nhiều hay không? Còn nếu các cô chú nào chưa sử dụng đông trùng hạ thảo Bexo mà đã nghe rất nhiều về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo Bexo của công ty US Nutrilab mà đạt kết quả tốt và kỳ diệu, tại sao người ta khen nhiều như vậy, thì các cô chú có thể thử một lần, chỉ 5 ngày 10 ngày, nếu không tốt thì có thể trả lại refund cho tụi con được à. Hello, xin chào 760. Hello, xin chào 760. Anh Thúy ơi. Dạ. Tôi tivi tôi coi không được, giờ tôi nghe trên ôn thôi, thì bữa nay bán cái gì hết trơn mà được bán cái gì vậy cô, cho tôi biết coi tôi có thể tôi mua được không? Cô ơi, cô không coi được tivi của tụi con, cô có vô YouTube của tụi con coi được không à? YouTube đó cô. YouTube thì tôi không biết, chưa không biết làm nữa. Dạ. Đánh cái gì cô? YouTube vô là Sài Gòn. Cô lên tivi, cô nhìn lên tivi, cô nhìn lên tivi không có được đâu mà cô coi. Sài Gòn Entertainment Television cô à. Sài Gòn Entertainment Television. Thì cô bấm vào đó thì cô thấy chữ Live Now là cô màu đỏ đó, thì cô bấm cô coi trực tiếp trên YouTube của tụi con nha. Dạ. Tôi điện thoại của tôi sao nó ấy không có được cô. Vậy hả, bây giờ tụi con sẽ nói cô về cái promotion ngày hôm nay của tụi con. Đó là cô mua đông trùng hạ thảo, mua cao cốt sâm, mua sâm viên, tất cả như vậy á. Đông trùng hạ thảo ngày hôm nay thì cô mua một chai, một lọ như vậy là 90 viên. Cô được tặng ngay một cái nửa ký tỏi trị giá là 130 đồng. Được tặng thêm một hộp thuốc bổ nho là 12 gói trị giá là 50 đồng. Nếu cô trả tiền ngày hôm nay, cô được tặng thêm một cái hộp đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng. Và nếu cô chia sẻ về đông trùng hạ thảo đã có kết quả kỳ diệu nào cho bản thân của cô được tặng thêm một hộp mặt nạ gồm có 5 miếng mặt nạ trong đó của Hàn Quốc, collagen, hoặc mặt nạ collagen, và còn được tặng thêm 10 viên đông trùng hạ thảo Bexo nữa trị giá là 25 đồng cô à. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Rồi con coi, cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi. Máy đường ngày mai tôi lại gọi nữa đây tôi. Dạ, cô có, dạ vậy cô có muốn ghi cái order ngày hôm nay thì con ghi cho cô. Cứ mà nếu mà cô tới mà không có cái order thì không có lấy được nha cô. Nha. Dạ, mà cái hàng đó thì tôi không mấy, tôi tính chờ cái chừng nào có bán tỏi đen đó cô. Tụi con có bán tỏi đen ngày hôm nay, nếu mà cô mua 2 kg tỏi đen, mua 1 kg tỏi đen thì cô được tặng ngay là một cái máy facial treatment, một cái symbol detox 7 viên, một cái 7 viên energy và một cái hộp thuốc bổ nho 12 gói. Mà nếu trả tiền ngày hôm nay, cô được thêm một cái đông trùng hạ thảo nước nha cô. Dạ. Dạ. Nếu mà cô mua 1 kg. Dạ. Cảm ơn, có gì tôi gọi vô ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi con chào cô. Vâng, kính thưa quý vị gọi vào chia sẻ hoặc là để chọn những sản phẩm trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ được tặng rất nhiều những cái phần quà có giá trị, như là tặng cho quý vị cái sản phẩm là thuốc bổ nho gồm có 12 gói. Thì nói về cái sản phẩm mà thuốc bổ nho này thì quý vị cũng biết là giúp rất nhiều về vấn đề tim mạch của chúng ta và cũng như là về trí não của chúng ta, và đặc biệt là trong cái thuốc bổ nho này giúp cho quý vị cũng cảm thấy sảng khoái trong cái đời sống và cảm thấy vui hơn. Hello, xin chào 714. Thanh Thúy xin chào 714 ạ. Hello chị, cho hỏi cái hộp đông trùng hạ thảo là tôi coi tivi bao nhiêu tiền một hai chai? Dạ, một chai là 200 đồng chị, là 90 viên à. Mà chị được tặng quà rất là nhiều ngày hôm nay nha chị. Ừ,
chai với 200 đồng á. Dạ, một chai 200 đồng của Đông trùng hạ thảo Pesso công nghệ nano nha. Còn nếu là 950 chị có thể mua 950 ngày hôm nay luôn, là hai chai 950 là 90 viên. Cô chị được tặng một lọ 30 viên là 99 đồng. Hôm nay là 99 đồng cho chị. Là mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 là 99 đồng của 950 nha chị. Dạ. Dạ. Okay, rồi em cảm ơn chị. Một lần nữa quý vị ơi, gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Và hôm nay một bộ dược thảo của Dr. J gồm có về gan nè, về hair và nail. Nếu vị muốn là tóc, bồi dưỡng tóc của mình, nuôi dưỡng tóc của mình có nhiều vitamin, có nhiều chất dưỡng hơn, thì quý vị có thể mua cái hair và nail vitamin của Dr. J, và mua cái, có một cái bộ, một cái chai về thuốc miễn nhiễm, hay miễn nhiễm cho mình nữa. Hello, xin chào, Thanh Thúy xin chào, 714. Dạ. Chị hỏi cái thuốc đông trùng hạ thảo đó để xài cho cái gì, uống trị bệnh gì vậy? Dạ, đầu tiên đó chị, nó giúp cho mình về hệ miễn dịch và sức đề kháng rất là tuyệt vời. Và bữa giờ khán giả gọi vào chia sẻ rất là nhiều. Và đối với chị á, với vị chị em phụ nữ của mình thì làn da đẹp, chị bổ âm, đẹp da nữa. Và thứ nhất là bổ cho phổi, thận, gan là ba cái cơ quan mà rất là quan trọng trong cơ thể của mình. Kế tiếp á, là nó giúp cho mình ngủ ngon, ăn ngon, giảm tiểu đêm, chống tiểu, giảm tiểu đêm rất là nhiều cho chị nhé. Dạ. Chị bị ung thư đó mà chị đang điều trị, chị có uống được không? Ô, quá tuyệt vời chị. Chị uống đi từ gì vào theo nghiên cứu của nhà khoa học. Nếu mà căn bệnh ung thư kết hợp với đông trùng hạ thảo thì 90% kết quả tốt hơn rất là nhiều. Từ vì nó giúp cho chị hệ miễn dịch cao để mà chị chống chọi căn bệnh ung thư, giúp cho cái con tế bào ung thư tự chết. Chị muốn nói cái loại mà có nghệ chẳng luôn á, nếu mà có nghệ sẵn không, hiện giờ thì em đang bán là của đông trùng hạ thảo của công ty US Nutrilab công nghệ nano đó chị. Dạ. Dạ. Là 200 đồng mà chị được tặng ngay một cái nửa ký tỏi. Nửa ký tỏi cũng giúp cho chị và chị ung thư rất là tốt, giúp cho ung thư rất là tốt. Nửa ký tỏi chị giá 130 đồng nha chị. Rồi được tặng cho chị một hộp thuốc bổ nho cũng giúp cho ung thư rất là tốt nữa. Rồi tặng cho chị một hộp đông trùng hạ thảo nước cũng giúp cho ung thư. Mà ngoài ra thì còn ngày hôm nay chị sẽ được tặng, chị chia sẻ, nhưng mà chị không có chia sẻ được thì chị không có được tặng một cái hộp mặt nạ, 5 miếng mặt nạ với lại 10 viên đông trùng hạ thảo. Thì chị được tặng tổng cộng là 1, 2, 3 3 món quà nha chị, 3 món quà lớn à. Dạ. Cho chị hỏi cho chồng cái chai nước đó có bao nhiêu viên gì cơ? Dạ là 90 viên chị. 90 viên là dạ. 90 viên. Một ngày một viên, chị có thể cách tuần cũng được, cách ngày cũng được, hoặc là chị uống mỗi ngày cái sản phẩm đó. Hoặc là chị uống thứ 2, thứ 5, thứ 7, chủ nhật nghỉ nha nha chị nha. Dạ. Cái chỗ của Trinh là ở phía bên hông cái chợ chợ Eberson phải không? Dạ nó là không phải chị, nó sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung đó chị. Dạ ở trong bánh cuốn Tây Hồ đó. Khu bao trong khu bánh cuốn Tây Hồ. Trong bánh cuốn Tây Hồ và phía bên cửa hàng số 1 gì đó phải không? Đúng, không, trong bánh cuốn Tây Hồ mà gần Lục Đỉnh Ký số 1. Cưng Lục Đỉnh Ký á. Dạ. Dạ. Rồi chị, rồi em lấy cái này cho chị nha. Rồi, được chị, rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chào chị. Em ghi cái tên cho chị đi. Rồi em có ghi cho chị cái số điện thoại đủ rồi nha chị nha. Xin chào. Rồi em cảm ơn chị. Dạ, mà cô ơi, cho con hỏi là cô có sử dụng đông trùng hạ thảo special này trước đây chưa? Cô uống cái 950 thôi, cô chưa uống cái đông trùng hạ thảo đỏ đó. Dạ. Vậy là lần đầu tiên cô sử dụng sản phẩm này phải không? Dạ vâng, vậy thì con hy vọng là cô sẽ rất là thích sản phẩm này nha. Rồi cái gì cô ra cô lấy cái sản phẩm đông trùng hạ thảo special. Dạ mời cô ra lấy nha, thì cô được 3 món quà hả con? Nếu mà cô thanh toán trong ngày hôm nay thì cô sẽ được tặng cái đông trùng hạ thảo nước. Rồi ngày mai cô ra lấy thì ok cô. Dạ, ngày hôm nay dạ. Ngày mai cũng được. Dạ cũng được cô. Cô ra lấy thì cho cô luôn cái món quà đó nha. Dạ được cô ạ. Dạ được cô ơi. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ, quý vị ơi, tiếp tục gọi cho Thanh Thúy cũng như Thái Nhật qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Thanh Thúy đã có gặp rất là nhiều khán giả, bữa giờ mình làm cũng gần 5 tháng rồi đúng không em? Wow, 5 tháng rồi đó. Gần 5 tháng rồi, cho nên mới hôm qua.
Cho nên là cũng gặp gỡ rất là nhiều khán giả. Mà khán giả của Tìm Lại Tuổi Xuân người nào cũng đẹp và trẻ và khỏe nữa. Cho nên Thanh Thúy rất là vui và sẽ cố gắng tìm nhiều hơn sản phẩm tốt để giới thiệu cho các anh chị, các cô chú và vị khán giả thân thương của Tìm Lại Tuổi Xuân. Và nếu các cô chú nào mà thứ nhất á, là không có nhiều sức khỏe, không có nhiều năng lượng và ngủ không được thì là thương lắm. Thanh Thúy rất là thương, thì Thanh Thúy đã có trong hoàn cảnh đó rất là nhiều rồi. Cho nên khi mà mình ngủ không được, sức khỏe của mình nó sẽ bị yếu đi rất là nhiều. Nhưng mà nếu quý vị cứ bồi dưỡng sức đề kháng, hệ miễn dịch của mình tốt, cho dù có quý vị có vấn đề về ngủ, có vấn đề về ngủ thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị đứng dậy chứ không có suy sụp. Nó nghĩa là nó sẽ hỗ trợ cho quý vị nếu quý vị có vấn đề về ngủ. Nó không nghĩa là cái vấn đề mà bệnh khó ngủ, bệnh mất ngủ không phải là một ngày hai ngày chữa được hết liền. Nhưng mà cái hệ của miễn dịch của mình tốt, sức đề kháng của mình tốt, nó sẽ hỗ trợ qua lại để vực lại cái căn bệnh kia, nó giúp cho căn bệnh kia nó trở lại. Hoặc quý vị ngủ được và cái sức đề kháng của quý vị không tốt thì nó cũng tạo cái sức đề kháng hệ miễn dịch của quý vị tốt. Cho nên nó hỗ trợ qua lại nếu quý vị có một cái sức đề kháng hệ miễn dịch sức khỏe tốt. Cho nên là Thanh Thúy rất là muốn là các cô chú, các anh chị, quý vị khán giả của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân làm gì thì làm, hãy làm sao cho cái hệ miễn dịch sức đề kháng của mình thật là tuyệt vời để cho mình chống chọi tất cả các bệnh tật. Đúng là như vậy, bởi vì khi mình có cái sức đề kháng thì khi mà mình không gặp những cái vấn đề về môi trường, thời tiết thì mình có cái sức đề kháng sẵn rồi thì mình sẽ không bị những căn bệnh. Chẳng hạn như quý vị cũng biết là những thời gian này thì là dễ bị cảm nhất. Chúng ta mà không có những cái sản phẩm như là tỏi đen hay là đông trùng hạ thảo thì chỉ cần một cái trái gió trở trời thôi là quý vị có thể là đã lăn đùng ra bệnh rồi. Chẳng hạn như cá nhân của Nhật đây là hổm rài đây, thì trời thời tiết Cali rất là thay đổi thường, sáng thì quá lạnh, trưa thì quá nóng, tối là mát rồi. Nói chung là cơ thể mình không thể nào thích nghi được, nhưng mà nhờ có sản phẩm đông trùng hạ thảo thì giúp cho cái mình chống chọi lại được với những cái thay đổi của thời tiết đó, phải không chị Thúy? Đúng rồi, nói về vấn đề mà Thái Nhật bây giờ nhắc Thanh Thúy mới nhớ là cái vấn đề chị cảm cúm. Và thời tiết sắp tới là mình bị cảm rất là nhiều, cho nên quý vị đừng quên là mình chích ngừa flu shot. Có những khán giả thì không chích ngừa flu shot thì không có thích cái gì đưa vào cơ thể của mình, thì quý vị có thể là sử dụng tỏi đen, tỏi cô đơn để mà quý vị ngăn ngừa cảm cúm rất là tốt. Mỗi ngày 4 tép tỏi thôi thì quý vị sẽ giúp cho mình là ngừa cảm cúm, tạo cái nhiệt, tạo cái sinh khí, lạnh tay lạnh chân nó sẽ qua đi. Ai mà bị lạnh tay lạnh chân cứ sờ vào tay lúc nào tay chân nó cũng lạnh đó, thì quý vị đừng lo. Từ xưa giờ, từ bữa giờ là Thanh Thúy có lạnh tay lạnh chân, bây giờ em sờ tay chị đây không còn lạnh nữa, thấy không? Ấm quá ha, ngày xưa rất là lạnh. Bây giờ ăn tỏi nhiều lắm á cưng. Mỗi ngày 4 tép tỏi, uống đông trùng hạ thảo, uống nhân sâm, cái gì làm cho mình tay có không đây em? Tay này cũng ấm luôn quý vị. Sờ lại tay này coi. Vẫn vậy, cho nên quý vị chỉ cần là quý vị ăn tỏi 4 tép mỗi ngày là quý vị sẽ ngăn ngừa về cảm cúm sắp tới. Cảm cúm mệt lắm, thứ nhất là mình đi làm cũng không được, sợ bị lây. Làm gì mới là nó cứ chỉ nước mũi, rồi cứ át xì, rồi chóng mặt, rồi khó ngủ nữa. Cho nên là quý vị cần có tỏi đen rất là nhiều, cũng như là đông trùng hạ thảo giúp cho hệ miễn dịch quý vị tốt nha. Xin chào 2626. Em muốn chia sẻ về cái đông trùng hạ thảo luôn chị. Rồi em chia sẻ đi nha bé. Dạ là như vậy chị, là em không biết nữa, nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, là em bị huyết áp thấp, thì mới gần đây thôi, mới hồi sáng này thôi, thì em không biết sao nữa, mỗi lần mà em bị tụt huyết áp á là coi như em không thấy đường luôn, có khi em tiểu luôn á. Rồi cái em uống cái viên đông trùng hạ thảo được khoảng 5 phút, sau đó em phải xức dầu nữa, em xức dầu tê giác thì khoảng chừng 15 phút sau em mới hết. Nhưng mà thường thường có khi là em bị tiểu luôn đó chị, bởi vì em thấy tốt quá em mới gọi cho chia sẻ. Tại vì em không biết nữa, nhưng mà từ nhỏ là em đã bị huyết áp thấp rồi, mỗi lần mà tụt huyết áp là tiểu. Em bị hoài, nhưng mà hồi trước á thì lúc mà em chưa coi chương trình, em chưa biết á, thì em á, chị nhìn em như vậy chứ thật sự em rất là yếu, em yếu lắm luôn á, em hay bị tiểu lắm. Nhưng mà từ khi mà em uống cái những cái sản phẩm của chỗ chị á thì em thấy rất là tốt, bởi vì hả bây giờ em đỡ rất là nhiều, chứ nhìn em bị chiến sự à, em tiểu lại à. Vậy đó hả, bây giờ hết xỉu rồi đúng không? Ngày xưa là mình người ta đỡ mình, bây giờ mình đỡ người ta đó. Tại vì em bị huyết áp thấp em không biết nữa, nhưng mà mỗi lần như vậy làm bị chóng mặt sai tẩm hồi nữa, em không thấy đường luôn á, là em bị tiểu hoài à. Dạ bây giờ là hết xỉu rồi đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó hay lắm chị, cái dòng tê giác á, khi mình tức lên á là mình khoảng chừng 1 phút sau mình cảm thấy mình tỉnh này kia nọ, chứ thường thường á là em tiểu hoài từ nhỏ tới lớn là em bị vậy luôn á, chứ không phải mới đây chị. Em bị tiểu hoài à. Dạ bởi vì em thấy á là mà em không biết nữa, nhưng mà em thấy xài những cái sản phẩm á mà chị giới thiệu á, em thấy cái ba chữ để nói coi, thứ nhất á là sức khỏe là quan trọng nhất, bởi vì là khỏe mà trẻ mà còn đẹp nữa chị.
đúng rồi. Rồi cảm ơn Ngọc rất là nhiều nha. Cảm ơn Ngọc đã chia sẻ trong chương trình. Thanh Thúy cảm ơn nhiều. Hôm nay con Ngọc có mua gì nữa không? Mua nhiều quá rồi. Rồi. Đúng rồi. Thôi không dám chào nữa. Không dám chào nữa. Rồi cảm ơn Ngọc. Rồi cảm ơn Ngọc. Dạ vâng, hôm nay có một khán giả gọi vào để hỏi về sản phẩm tỏi đen. Chị muốn mua một ký tỏi thì xin nhờ chị Thúy. Rồi, hôm nay một ký tỏi đen là 260 đồng. Một nửa ký là 130 đồng. Hai ký, một ký, à nửa ký là 130 đồng. Còn một ký là 260 đồng. Thì chị được tặng ngay một cái máy facial treatment, máy massage tẩy tế bào chết và nâng cơ mặt của công ty Enso Hara của Hoa Kỳ nha chị. Thì đó là 199 đồng, mà bữa giờ chị thấy là bán cháy hàng luôn á, bán không còn hàng để bán luôn. Là 199 đồng được tặng cái máy này. Và thứ hai là chị được tặng một cái symbol detox. Lâu lâu mình cũng tẩy ra, mình đào thải ra những cái chất độc trong cơ thể. Và được tặng 7 viên energy. Và được tặng một hộp thuốc bổ nho 12 gói. Và nếu hôm nay chị trả tiền, chị được tặng một hộp đông trùng hạ thảo nước. Dạ. Để em hỏi lại người bạn em coi có chị mua lo cái đồ mua xanh này không nha. Rồi dạ, chị hỏi okay, giùm em chị nha, trong vòng dạ, khoảng chừng 12 phút nữa nha chị, 14 phút nữa nha chị nha, 14 phút nữa rồi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Quý vị ơi, hôm nay cái tỏi là quý vị cần lắm, từ vì cái mùa cảm cúm sắp tới, cái mùa là lạnh, mùa bệnh mà quý vị muốn cho cái cơ thể của mình lúc nào cũng tạo nhiệt, có ấm, ra đường mà mùa lạnh không có dễ bị gọi là bị dễ cảm, bị cảm lạnh thì quý vị ăn tỏi vào. Cho nên á, 4 tép tỏi không những giúp cho quý vị trị cúm mà còn giúp cho quý vị về tim mạch, về tiêu hóa, về cholesterol, còn giúp cho về chống về lão hóa nữa, rất là tốt mà ăn rất là ngon nữa. Một hộp như vậy là 130 đồng. Wow. Nhưng mà nếu 130 đồng thì chúng tôi sẽ không có quà tặng nhiều cho quý vị, nhưng mà quý vị phải mua một ký. Một ký là 260 đồng. Quý vị được tặng ngay cái máy facial treatment này, được tặng một cái symbol detox, được tặng một cái symbol energy của dược sĩ Thu Thảo, được tặng một cái hộp thuốc bổ nho và được tặng một hộp đông trùng hạ thảo nước nữa, một ký tỏi. Còn nếu quý vị chỉ muốn thử tỏi, muốn là không muốn spend tiền cho 260 đồng, quý vị có thể là mua đông trùng hạ thảo, vừa có đông trùng hạ thảo trị giá là 200 đồng, mà vừa có nửa ký tỏi cho quý vị luôn trị giá là 130 đồng. Ngày hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị nửa ký tỏi trị giá 130 đồng cho quý vị luôn, và được tặng thêm một thuốc bổ nho 12 gói trị giá 50 đồng. Và ngày hôm nay trả tiền được tặng thêm một đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng. Chia sẻ chúng tôi nó là kết quả tuyệt diệu như thế nào trong cơ thể quý vị, riêng bản thân quý vị. Quý vị còn được tặng thêm một cái hộp mặt nạ gồm có 5 miếng mặt nạ đặc biệt của collagen, nhớ về collagen của công ty Hàn Quốc. Và được tặng thêm 10 viên đông trùng hạ thảo, và bữa giờ các cô chú đều thích 10 viên đông trùng hạ thảo Vessel. 10 viên đông trùng hạ thảo để làm quà cho tất cả quý vị. Nếu quý vị gọi vào chia sẻ, quý vị nhận được cái phần quà đó, quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình mà chưa sử dụng đông trùng hạ thảo, những người mà đang thường hay bị phải là đi tiểu đêm nè, thận yếu nè, hoặc là lọc gan bổ thận mà không có tốt, thì quý vị có thể đưa cho họ sử dụng thử. Nhưng hy vọng rằng chỉ cần 5 hoặc là 10 ngày thì quý vị cũng sẽ thấy được cái kết quả ngay. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị cũng biết là lúc đầu chúng tôi cũng có nói là trong chương trình này chúng tôi cũng có bán một cái bộ dược thảo của dược sĩ Thu Thảo, có 5 sản phẩm ở trong đó, là về tóc, về móng, rồi về cũng như là về gan. Rất là nhiều những cái năm sản phẩm đó là giúp cho cái vấn đề trong cơ thể của chúng ta rất là tốt. Nếu quý vị mua 5 sản phẩm đó, một bộ dược thảo, thì quý vị sẽ được tặng một cái máy facial massage rất là tốt, có 2 màu, một màu hồng dễ thương và một màu xanh, để cho quý vị có thể là tẩy tế bào chết. Và cái món quà thứ hai là một cái symbol detox gồm có 7 viên, và sau đó là một cái hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói. Nếu quý vị trả tiền trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái hộp đông trùng hạ thảo nước. Về cái vấn đề và cái bộ dược thảo này á, thì em thấy cái chai mà nail với hair thì nó em giúp rất nhiều hả? Em thích nhất là bởi vì cái móng tay móng chân em móng tay móng chân thì dễ gãy quá, mà tóc thì dùng hair spray nhiều thì bắt đầu tóc hơi yếu rồi đó. Đúng rồi quý vị, hair với nail thì giúp cho quý vị chống rụng tóc với lại mọc tóc rất là tốt, dưỡng tóc và giúp cho tóc có nhiều vitamin để mà nuôi dưỡng từ chân tóc đến ngọn luôn, thì giúp cho quý vị tóc khỏe mạnh và cũng như đồng thời cho những cái móng tay cứng cáp và không bị dễ giòn và gãy. Và ngoài ra mình còn có liver nữa. Liver thì chắc chắn phải cần quý vị, từ giúp nó là lọc độc tố trong cơ thể của quý vị, cho nên quý vị làm sao bằng mọi cách phải là giúp sao cho cái gan của mình, lá gan phải thật là tốt, tại vì lá gan tốt thì da mặt của quý vị sẽ đẹp.
cái khuôn mặt quý vị sẽ sáng, nó không có bị tối. Tại vì lá gan mà không tốt cũng dễ bị nám lắm quý vị ơi. Gan mà không tốt là dễ bị nám, sạm da, sừng sùi da. Cho nên bằng mọi cách là quý vị làm sao cho cái lá gan thật là mình tốt bằng cách là mình nuôi dưỡng gan. Và kế tiếp là về khớp nữa, giống nó dạng là sụn cá mập, có sụn cá mập trong đây nữa. Và collagen nữa, nó tạo độ nhờn cho những cái khớp để mà cái khớp nó không có bị đau và bị nhức, và chờ ngăn ngừa cái việc bị viêm khớp trong cái tương lai. Quý vị có thể sử dụng cái Joy Help này của Dr. J, dược sĩ Thu Thảo. Và kế tiếp là probiotic, làm thầy miễn nhiệm, phải cần cái hệ miễn nhiệm để quý vị chống chọi những cái bệnh tật, những cái căn bệnh mà từ bên ngoài môi trường bên ngoài và xâm nhập vào cơ thể của mình, thì tăng cái hệ miễn nhiễm này để nó đẩy những cái tác nhân mà lạ cũng như là không tốt trong cơ thể của mình tống ra ngoài hết. Và kế tiếp là digest, là về hệ tiêu hóa. Nó có men tiêu hóa trong đây giúp cho quý vị tiêu hóa tốt, ăn tốt, về gọi là không có bị ở chua, không bị no hơi hoặc là bị gọi là bị sình bụng. Cho nên là quý vị cần cái digest này của dược sĩ Thu Thảo năm bộ. Quý vị có thể tách ra lấy hai chai cũng được, tùy quý vị cần cái nào. Hai chai thì quý vị mua thêm của dược sĩ Thu Thảo hai cái gói này, hoặc quý vị mua hai chai cũng được, mà trên 100 đồng chúng tôi sẵn sàng tặng cho quý vị một hộp collagen của công ty Health and Beauty của Nhật Bản. Nhật Bản rất là đặc biệt, là quý vị cũng biết sản phẩm này đến với cửa hàng của chúng tôi thì trong vòng một thời gian qua, nhưng mà khán giả sử dụng thì rất là tốt, bởi vì trong này có cái vitamin là giúp cho da, cho móng tay, móng chân, và cũng như là giúp cho cái sức đề kháng của quý vị rất là tốt. Và cái hương vị thì thơm, rất là thơm chị. Thơm, đúng mùi rồi. Giống như là có một cái hương vị của cam, vitamin C trong đó. Thì cho nên với một cái hộp như thế này gồm có 10 chai thì Nhật nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích và nên phải có trong cái tủ thuốc gia đình của mình. Đúng rồi quý vị, thì quý vị có thể chọn hai chai mới mình mua cũng được, hoặc là quý vị có thể chọn cái dược sĩ Thu Thảo này hai bịch, như vậy là 120 đồng. Thì 120 đồng như vậy quý vị cũng được tặng một hộp collagen này trị giá là 85 không, chị đã cho 90 đồng rồi, có 10 chai trong đây, còn giúp cho về có chất biotin giúp cho tóc cũng như là móng tay của vị cũng như là làn da của vị căng mọng và mịn màng, chống lão hóa. Thì cái rau củ quả này rất là thích hợp cho chị em phụ nữ chúng ta, không chỉ cho chị em phụ nữ mà cho các bé nữa. Chị em phụ nữ chúng ta chỉ cần mỗi ngày 2 muỗng rau củ quả, có 219 loại rau củ quả trái cây. Quý vị nhìn ngoài sao quý vị thấy nào, thấy không, tất cả các loại trái cây nằm trong đây hết, không có cái nào mà không thiếu. Trong đó, cho nên là quý vị chỉ cần hai muỗng thôi là quý vị sẽ thấy là mình sẽ khỏe cũng như là da mình sẽ đẹp vô cùng vô vàng luôn quý vị ơi. Hello, xin chào 626. Chị ơi, chị em hỏi cái da tóc là sao chị, mới em mua cái đó là sao chị, cái da tóc này không? Cái này là chị giá là, thì chị coi là cái này là he và neo 59 đồng em ơi, 59 đồng cho em nuôi dưỡng cái chân tóc của mình nhiều cái chất dinh dưỡng. Em biết vậy, cái đó em tài rồi, em thích lắm, cái 50 em hôm nay nó dài hơn là dài mà nó cong ơi là cong luôn á. Vậy hả, hôm nay em muốn mua cái này thêm nữa hả? Dạ em muốn mua hai cái đó là em được tặng cái hộp collagen hay sao chị? Nếu mà em mua hai cái đó rồi tặng cho em một hộp collagen luôn. Rồi, chơi luôn, chơi luôn. Rồi. 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 Đã quá gì? Rồi. Rồi. Rồi, hair và nail. Hai chai nha, tặng cho em collagen luôn. Ngày hôm nay chỉ còn còn có 7 phút cuối cùng, đồng ý luôn tặng cho em cái đó luôn. Hair và nail nha. Rồi, mà tặng cái đó với lại là đồng ý tặng cho quý vị 7 viên detox cũng như là 7 viên energy. Cho 7 phút cuối cùng thôi nha, 7 phút cuối cùng thôi, có nhiều hơn không được, không được. 7 viên detox, 7 viên energy. Một thêm. Dạ. Em được tặng một chai energy detox nè, một chai energy, một chai detox cũng như là một hộp collagen trị giá là 90 đồng nha. Ba món cho 7 phút cuối cùng thôi. Wow. Rồi 6 phút cuối cùng, không 3 phút cuối cùng, còn 3 phút cuối cùng thôi vậy ạ. 3 phút cuối cùng thôi, quý vị tiếp tục nha. Nếu quý vị nào ngày còn 3 phút cuối cùng, nếu quý vị nào mua những cái dược thảo của Dr. J trong 5 loại, quý vị mua 2 phần thì quý vị coi 2 phần có cái nào. Mua trên 100 đồng quý vị, 100 đồng quý vị được tặng collagen cũng như được cái viên detox cũng như energy detox. Quý vị cần nên lâu lâu sổ, người ta gọi là sổ detox để cho cái độc hại trong cơ thể của mình ra, cũng như là giảm cái bụng nó xẹp, giảm cân nữa, về loại độc tố tốt cho gan.
tốt cho thận, tốt cho kidney, rồi cũng như là giúp cho mình giảm cân. Quý vị sau khi detox xong, quý vị thấy cái người mình nhẹ hiều, cái bụng mình dẹp lép. Rất là tốt ha. Và đặc biệt hơn nữa thì quý vị cũng biết là cái cơ thể của chúng ta như cái cỗ máy, chúng ta phải cần phải thanh lọc. Thì đây là những cái sản phẩm mà giúp cho quý vị thanh lọc và cũng làm cho cái cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Cho nên quý vị gọi vào trong những giây phút cuối cùng này, quý vị sẽ được tặng thêm 7 viên detox và 7 viên energy. Rồi, hello, xin chào chị Hạnh. Dạ, em chào cô Hạnh ạ. Cô Hạnh ơi, em chào cô Hạnh. Cô Hạnh khỏe không ạ? Nè, em lấy cho chị hai cái hũ tóc đi. Rồi, hai hũ tóc, rồi đồng ý luôn. Còn rồi em cảm ơn chị. Nhưng mà cho chị hỏi nè. Dạ. Em nói là được hai cái, một cái body detox với lại cái energy á. Em để cho chị hết hai cái detox luôn, khỏi lấy energy được không? Rồi được chị, được luôn, được chị. Rồi, ok. Em cảm ơn chị, xin chào chị. Rồi, mình còn giờ không? Còn 2 phút nữa, vậy ơi, 2 phút ai là người may mắn cuối cùng để mà mình có những cái promotion đặc biệt. Thanh Thúy muốn quý vị phải sử dụng bằng được những cái sản phẩm của Dr. Dược Thảo. Một bộ này luôn, vị ơi, là quý vị sẽ không có còn lo nữa. Nó giúp về những cái cơ quan trong cơ thể của mình làm việc hoạt động tốt hơn rất là nhiều. Quý vị có thể chia ra, quý vị có thể lấy hệ tiêu hóa nè, hoặc là lấy về joint, viêm khớp, đau khớp. Ai mà bị việc viêm khớp, đau khớp và sợ mùa lạnh làm cho nhức nhối vô cùng, thì quý vị bằng cách là quý vị tạo nhiều chất nhờn sụn cá mập, bởi vì từ gì quý vị thấy là những cái sụn cá mập bên ngoài có bán, cái chất lượng cái này, cái thành phần nó quá ít cho quý vị. Vào quý vị cần thấy coi à, poron là đến 300 mg, rồi john 565 mg, tất cả rất là nhiều miligram trong đây, cho nên á là quý vị nhìn thấy cái thành phần nó rất là nhiều. Thành phần nhiều thì nó sẽ có kết quả nhanh hơn cho quý vị. Sùng cáp mạch đã tạo chất nhờn, collagen nữa, nó tạo chất nhờn cho những cái xương khớp quý vị không có bị co lại, nghĩa là chà sát lại với nhau, thì làm cho rất là đau đớn. Và mỗi ngày thì là mình sử dụng bao nhiêu viên chị? Mỗi một chai. Một ngày một viên thôi. Một ngày một viên, rất là đặc biệt. Và kính thưa quý vị, chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân của chúng tôi ngày hôm nay đến đây đã phải tạm chia tay với tất cả mọi người. Dạ, Thanh Thúy cũng mong rằng sẽ gặp lại ngày mai. Quý vị hãy gọi thật nhiều vào ngày mai nữa nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ, và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm gươm sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nền nhân sâm trồng ở gươm sâm có hàm lượng chất chinsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm gươm sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.